là ngày 31 tháng 12 là ngày cuối cùng của năm 2019 và ngày mai sẽ là một ngày mới bắt đầu của năm 2020. Vì thế hôm nay mình sẽ đưa các bạn cùng mình đi chơi ngày cuối năm và đón giao thừa tại Lào nhé. Nào bây giờ cùng đi với mình thôi. Bây giờ mình sẽ ăn lẩu ăn tại quán Khách Sang. Bây giờ chúng mình cùng vào xem vào trong dọn bàn thôi. Quán đẹp ghê ha. Đây là quán buffet hải sản. Mọi người đi ăn cũng đông ghê ta. Lễ hội ánh sáng này. Ở đây đông vui ghê ha. Người ta bấm mực nè. Ghi hình như là cơm lam. Không, hình như là xôi nấu trong ống tre. Nơi này họ bán bánh chiên các loại. Nhìn ngon ghê. Có quầy bán bánh donut, gà chiên, bánh ngọt. Nhìn hấp dẫn ghê. Ở đây người ta có viết thiếu lên cây này nữa nè. Ở đây cũng viết nè, để lại xem họ viết những gì nhé. Họ viết Happy New Year. Có cả tên rồi phương thức liên lạc cho những kẻ cô đơn nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đang lưu ang sống thật lắm tôi không hoàn hảo away away lại.